lạng hóa chất mua với giá 35.000 đồng có thể được dùng để chế 2.000 ly cà phê. Nhân viên một cửa hàng hương liệu phụ gia thực phẩm ở Đà Nẵng tiết lộ, người này hướng dẫn mang về chiết qua lọ thuốc nhỏ mắt. Khi pha cà phê chỉ cần nhỏ một giọt vào phin pha thì đảm bảo có vị đắng và thơm của cà phê dù đã pha chế mấy lần. Cuối tháng 9, Tổ liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm Đà Nẵng có mặt tại cửa hàng hóa chất lớn trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, hàng chục loại hóa chất công nghiệp không nhãn mác được bày bán công khai, bên cạnh là những loại phụ gia, hương liệu dùng để chế biến thực phẩm, đồ uống, mùi hóa chất nồng nặc. Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đã sang chiết, đóng chai rồi dán nhãn các loại nước rửa chén, nước lau nhà, toilet v.v. từ những thùng hóa chất lớn không rõ là gì. Các loại nước này được bán với giá từ 8 đến 11.000 đồng một lít, chủ yếu cho nhà hàng, khách sạn, bếp ăn khu công nghiệp. Ngày 22 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam Dương Minh Tuyền, sinh năm 1986 ở thành phố Bắc Ninh về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, vào ngày 7 tháng 10, tại phòng 603 tại quán karaoke Golden ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Dương Minh Tuyền có tham gia vui chơi cùng một số thanh niên khác và xảy ra xô xát. Tuyền về nơi ở lấy một khẩu súng kiểu 2 nòng, một túi sách bên trong có một quả lựu đạn và một dây có 30 lỗ đựng đạn và đi bộ quay lại quán hát. Trên đường đi, Tuyền chửi bới và nổ súng. Tới nơi, Tuyền giơ súng lên trời nổ 3 phát. Thấy vậy, mọi người xông vào giằng súng, dây đựng đạn và túi sách lựu đạn rồi đuổi Tuyền về nhà. Tuyền bỏ đi một lát rồi quay lại với một con dao quắm và tiếp tục chửi bới. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và khống chế đối tượng. Được biết, Dương Minh Tuyền được cộng đồng đặc biệt danh là Thánh Chửi vì thường quay clip chửi bới tục tĩu lên mạng. Chiều ngày 20 tháng 10, ngư dân các xã Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế là những người đầu tiên của 4 tỉnh miền Trung nhận tiền tạm cấp bồi thường của Formosa sau sự cố môi trường biển. Theo Ủy ban Nhân dân xã Lộc Điền, toàn xã có chủ tàu và 14 lao động trên tàu nhận chi trả tạm cấp, tổng cộng 575 triệu đồng. Chủ tàu Nguyễn Thuyến, 61 tuổi cho biết, nhận tổng tiền hỗ trợ 91 triệu đồng, xong đợt này mới tạm ứng 50%. Ông sẽ dùng tiền để trả nợ, phần còn lại mua ngư lưới cụ, sửa sang tàu, tiếp tục ra khơi. Dự kiến vào ngày 25 tháng 10 tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chi trả tiền bồi thường từ kinh phí tạm cấp 400 tỷ đồng của chính phủ. Tỉnh chi trả trước cho người dân 50% số tiền được bồi thường thiệt hại. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định, bắt đầu từ thứ Sáu ngày 21 tháng 10, cấm chó to, chó dữ, không dọa mõm đi vào không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua dư luận bức xúc vì nhiều giống chó to, chó dữ tràn ngập phố đi bộ, hầu như đều không có dọa mõm, khiến trẻ em, người già, thậm chí là thanh niên khiếp sợ. Chỉ một chút lơ đãng của chủ nhân, chó có thể lao ra gây hại cho người xung quanh. Do đó, từ tối ngày 21 tháng 10, các chốt công an quận bố trí xung quanh đường vào đi bộ sẽ không cho phép vật nuôi to lớn, không có dọa mõm vào trong khu vực đi bộ. Ngày 21 tháng 10, một loạt các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các công ty cung cấp dịch vụ Internet của Mỹ. Vụ tấn công đã khiến hàng loạt trang web và trang mạng xã hội nổi tiếng như Twitter, PayPal không thể truy cập trong nhiều giờ. Vụ tấn công ban đầu xảy ra chủ yếu ở khu vực miền đông nước Mỹ, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước và một số khu vực trên thế giới. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, hiện Bộ Nội vụ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang giám sát tình hình và sẽ điều tra thủ phạm các vụ tấn công.